Thưa quý vị, dù đã nỗ lực xây dựng thêm nhiều phòng học, nhất là đối với những địa phương tập trung đông dân cư như phường Trảng Dài, Long Bình, thế nhưng năm học 2023-2024, thành phố Biên Hòa vẫn có hàng ngàn học sinh phải đi học nhờ. Việc học nhờ không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Hơn 6 giờ sáng, những em học sinh này đã phải có mặt dọc tuyến đường trước trường tiểu học Phan Đình Phùng, đóng trên địa bàn phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Thay vì được học tại trường mình như bao học sinh khác, thì các em phải đi học nhờ tại trường tiểu học Bình Đa, đóng trên địa bàn phường Bình Đa, cách trường khoảng 5 cây số. Vì phải tập trung quá sớm nên nhiều học sinh chưa kịp ăn sáng. Đáng nói, thực trạng này đã diễn ra liên tục 7 năm nay. Và đây là năm học thứ 8, học sinh khối 4 và khối 5 của trường tiếp tục trong tình cảnh học nhờ. 5-6 giờ đã phải dậy rồi, con nhiều khi không kịp ăn ấy, phải vội vàng rồi ra xe để cho các cháu đi. Đến giờ này đi là vừa là kịp. Còn cái tuyến đường ở đây nó kẹt ở ngay chỗ chợ và kẹt ở bên chỗ Tam Hòa nữa. Đó. Mà cái sơ suất tai nạn thì không ai biết mà lường được, nên là phụ huynh nó lo lắng lắm. Lúc nào con đi học cũng trong cái tâm trạng gọi là hồi hộp lo lắng. Năm học 2023-2024, trường tiểu học Phan Đình Phùng có 95 lớp với gần 4.000 học sinh, trong đó 35 lớp khối 4 và 5 với gần 1.500 em đã phải đi học nhờ tại trường tiểu học Bình Đa, cơ sở 2. Đa số phụ huynh là công nhân lao động nên không thể đưa đón con em tại trường tiểu học Bình Đa, nên phải tự hợp đồng xe đưa rước với kinh phí hơn 200.000 đồng một học sinh một tháng. Các em phải đi học nhờ thì thêm, tiền xe sẽ tăng thêm. Và cái mức độ mà các em nó di chuyển ra ngoài đấy thì nó cũng sẽ nguy hiểm hơn. Cái nguy cơ mà xảy ra cái tai nạn giao thông rủi ro nó sẽ cao hơn. Và đặc biệt là nếu như nói về chất lượng giáo dục, thì đương nhiên là nếu như mà một ngôi trường tiểu học sẽ có đầy đủ các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Như vậy thì trường tiểu học Phan Đình Phùng là lớp 4, lớp 5 là học sinh lớn thì các em lại ra ngoài Bình Đa để học nhờ. Do đó nó ảnh hưởng đến tất cả các cái phong trào, cái chất lượng. Tương tự trường tiểu học Phan Đình Phùng, 4 năm nay trường tiểu học Nguyễn Thái Học đóng trên địa bàn phường Trảng Dài phải mang nỗi khổ đi học nhờ. Nhưng may mắn hơn là nhờ trường học nằm cùng phường nên phụ huynh cũng phần nào đỡ vất vả trong việc đưa đón. Tuy nhiên, việc học nhờ cũng không tránh khỏi ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Rất là khó khăn cho công tác quản lý của nhà trường, của ban giám hiệu. Đặc biệt là cái năm học mà 19-20 á, là chỉ có một mình hiệu trưởng thôi, mà quản lý tới 3 cơ sở. Đến năm 20-21 thì có thêm ban giám hiệu là 2 hiệu phó nữa, thì cũng đỡ vất vả một chút. Tuy nhiên là cũng gặp khó khăn nhiều, nhất là về công tác quản lý cũng như là công tác cơ sở vật chất, kinh phí để làm vệ sinh nữa. Theo thống kê của Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Biên Hòa, năm học 2023-2024, toàn thành phố vẫn còn 4 trường tiểu học với gần 100 lớp phải đi học nhờ. Trong khi chờ xây thêm phòng học thì những cư dân của thành phố đô thị loại 1 này vẫn phải tiếp tục đi học nhờ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nhà trường tiếp tục lo chất lượng giáo dục giảm sút, còn phụ huynh thì tiếp tục gánh thêm phí tiền xe hàng tháng và nỗi lo mất an toàn giao thông đang trực chờ.